Xin chào các bạn nhé. Hôm nay máy công nghiệp Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn hai cái chảo xào nhân, chảo xào nhân cánh khuấy lệch tâm và chảo xào nhân cánh khuấy đồng tâm, và mời các bạn theo dõi video để tìm hiểu xem là hai cái chảo này nó khác nhau như thế nào ạ. Trước mắt các bạn đây, đây là một cái chảo xào nhân với cấu tạo 3 lớp và gian nhiệt cách thủy bằng dầu truyền nhiệt, nhưng mà cái cánh khuấy của nó là cánh khuấy đồng tâm. Đồng tâm là như thế nào? Là cái cánh khuấy này nó thẳng đứng từ trên xuống. Này các bạn nhìn đây. Và có tiếp nông chuyên dụng vét sắt đáy và thành. Cái máy này thì cũng nghiêng đổ được bằng tay quay nghiêng đổ. Và cái tủ điện của cái máy này đây, các bạn nhìn thấy này, có sẽ có công tắc bật nhiệt, thì sẽ có đồng hồ chỉ thời gian và đồng hồ chỉ nhiệt độ, cũng như là công tắc của cánh khuấy. Nhưng mà cái cánh khuấy ở đây thì là sẽ là không có biến tần điều chỉnh tốc độ. Cánh khuấy ở đây nó sẽ chạy một tốc độ cố định. Còn đây là một cái chảo xào nhân cao cấp, có cấu tạo 3 lớp và cánh khuấy lệch tâm. Cánh khuấy lệch tâm là cánh khuấy như thế nào? Là cánh khuấy các bạn nhìn đi, là nó xéo từ trên này qua bên này, bên này. Và cũng có tiếp nông chuyên dụng để vét sắt đáy và thành. Hai cái điểm này chính là hai cái điểm khác nhau để quyết định một cái chảo xào nhân cao cấp và một cái chảo xào nhân giá rẻ. Mặc dù là đều được làm bằng inox 304, đều được cấu tạo 3 lớp. Và đây là công tắc của cánh khuấy. Và cái cánh khuấy lệch tâm này sẽ có biến tần điều chỉnh tốc độ nhanh chậm. Thì các bạn nhìn thấy đây, đây biến tần điều chỉnh tốc độ. Đây chính là cái ưu điểm của cái chảo xào nhân cao cấp ạ. Cánh khuấy lệch tâm, vét sát đáy và thành, và có biến tần điều chỉnh tốc độ. Còn ngoài ra thì hai cái máy này thì đều được làm bằng vật liệu inox 304, đều được cấu tạo 3 lớp, gia nhiệt bằng phương pháp cách thủy bằng dầu truyền nhiệt. Cả hai máy này thì đều được lưng đỡ bằng khung vuông 50x50, dày 1,5 ly, và được sử dụng hoàn toàn bằng điện tự động. Và cái công suất tiêu thụ của nó là cũng giống nhau. Ví dụ như là 50 lít thì thường là sẽ là 6 kW, 9 kW trên 1 giờ. Còn cái 100 lít thì có thể là 9 kW hoặc là 12 kW trên 1 giờ. Và hai cái chảo này đều sử dụng được điện một pha gia đình ạ. Nếu như các bạn có nhu cầu về các cái chảo xào nhân, máy xiên nhân thì liên hệ với lại máy công nghiệp Thanh Hưng qua số điện thoại trên màn hình 0918889768 hoặc là số 0908312438, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của máy công nghiệp Thanh Hưng, địa chỉ tại 163/8 Phạm Văn Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và đây chính là cái mặt sau của cái chảo xào nhân đây. Thì các bạn nhìn thấy hai cái chảo này đều có cái phễu để rót dầu vào đây, rót nước dung môi truyền nhiệt vào đây. Và đều theo dõi được cái nấc dung môi truyền nhiệt này nhờ vào kính thăm. Và bên dưới đáy thì đều có cái van xả dầu. Khi các bạn sử dụng một thời gian thì các bạn sẽ xả dầu ra và thay dầu mới vào, để các bạn thay cho cái dầu ăn mà đã bị đặc sệt trong một thời gian dùng, và thay bằng dầu mới cho máy chạy tốt hơn. Nếu như mà nói về chảo xào nhân 3 lớp của máy công nghiệp Thanh Hưng thì các bạn yên tâm một cái là an toàn khi sử dụng, không bị phóng như những cái chảo xào nhân 2 lớp, và tiết kiệm điện. Khi mà điện năng mà đã độ đạt độ nóng cao ấy, thì là có lớp bảo ôn bên ngoài sẽ giữ nhiệt lại và các bạn sẽ không bị hao điện. Nếu như các bạn có nhu cầu về chảo xào nhân hoặc là bất cứ một cái loại máy móc nào được gia công sản xuất từ inox, như là nồi nấu rượu, nồi chưng cất tinh dầu, máy trộn, hoặc là bộ dây chuyền sản xuất hành tỏi phi công nghiệp chẳng hạn, thì liên hệ với lại máy công nghiệp Thanh Hưng ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi, và hy vọng là video này sẽ giúp ích cho các bạn, để các bạn lựa chọn cho mình một cái sản phẩm máy xào nhân, xiên nhân tốt nhất, phù hợp nhất với nguyên liệu của mình, cũng như là cái số tiền mà mình bỏ ra đầu tư. Cảm ơn các bạn.